Em chào anh chị ạ. Thì hiện tại bọn em đã về bốn cái mẫu dây tun ống mới nhất ạ. Thì em làm một cái video nhanh để giới thiệu cho mọi người. Loại này là loại nhỏ nhất, loại 2040 ạ. Đường kính ngoài của nó là 4 mm, còn lỗ là 2 mm ạ. Còn loại này là 2055, đường kính ngoài là 5,5 mm. Loại này là 3060. Loại này là 4070 nhé, loại này lớn nhất ạ. Thì bên em vừa mới về đây. Thì giá cả thì nó rơi vào khoảng hơn 10.000 trên 1 mét, và bọn em chỉ ship trên 5 mét nhé. Ok, ai có nhu cầu mua hàng cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0865 636 444 ạ. Facebook của bọn em là Tuấn Ngụy Trang ạ. Em cảm ơn mọi người nhé.